Lúc đó Huệ Minh bèn kêu lên rằng: "Vị tu hành đắc đạo ơi, tôi vì Phật Pháp mà đến đây không phải vì muốn đoạt y bát. Vì ông ta nhấc không nổi y bát cho nên nói như vậy. Nếu nhấc lên nổi, ông ta đã ôm lấy y bát mà chạy khỏi nơi này từ lâu rồi. Vì nhấc lên không nổi, ông ta bèn tỉnh ngộ, y bát này không thể dùng sức lực đoạt được, cho nên hướng về lục tổ để cầu Pháp." Tại sao nói Huệ Minh không phải vì Pháp mà là vì y bát? Vì nếu thật ông ta vì Pháp mà đến thì sẽ không đụng đến y bát trước tiên, mà vừa tới nơi phải lên tiếng trước: hành giả, tôi vì Pháp mà đến, không phải vì y bát mà đến. Quý vị cho rằng tôi nói như vậy có hợp lý không?" Huệ Năng này bèn bước ra ngồi xếp bằng trên tảng đá. Huệ Minh làm lễ, nói rằng: "Mong ơn hành giả nói Pháp cho tôi nghe." Huệ Năng này nói: "Ông vì Pháp mà đến đây thì khá dứt hết trần duyên, chớ sanh một niệm tưởng, tôi sẽ nói rõ Phật Pháp cho ông nghe." Lặng lặng một hồi lâu, Huệ Năng này nói: "Chẳng nghĩ việc lành, không nghĩ điều dữ. Chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh?" Huệ Minh nghe rồi, nghe nói rồi liền đại ngộ. Huệ Minh lại hỏi: "Ngoài lời nói và ý chỉ diệu màu ngài vừa giảng, còn có ý chỉ vi diệu nào nữa chăng?" "Giảng." Nghe Huệ Minh nói như vậy, lục tổ bèn từ trong lùm cỏ đi ra, ngồi trên hòn đá. Lúc đó Huệ Minh khấu đầu đảnh lễ. Tuy người xuất gia không đảnh lễ người tại gia, nhưng đây là nhân duyên đặc biệt cho nên ngoại lệ. "Tôi mong hành giả vì tôi thuyết pháp." Lục tổ đại sư nói với Huệ Minh rằng: "Ông đã vì Pháp mà đến chứ không phải vì muốn đạt y bát, thì cần phải ngừng tất cả tâm phan duyên, không được nghĩ đến việc gì hết, một niệm không sanh, ta nay vì ông thuyết pháp." Nói xong bèn im lặng không nói. Lúc đó lục tổ đại sư không sanh một niệm, Huệ Minh cũng không sanh một niệm, hai người đều ngừng các duyên, ngay cả quỷ thần cũng không biết hai người đang làm gì, cho nên nói lương cứu lâu khoảng 5 phút. Lục tổ đại sư thấy Huệ Minh không còn vọng tưởng, tâm phan duyên đã buông bỏ, tất cả đều không không, bèn nói: "Lúc ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính vào lúc đó ai là chân diện mục bổn lai của Thượng Tọa Huệ Minh? Chính vì hỏi chữ ai cho nên về sau Thiền Tông đều tham niệm Phật là ai. Ở đây dùng chữ cái gì là từ thế tục, ý tức là ai. Tại sao dùng Thượng Tọa? Bởi vì lục tổ đại sư vẫn còn là cư sĩ cho nên xưng Huệ Minh là Thượng Tọa." Nghe lục tổ khai thị như vậy, Huệ Minh điển hoát nhiên đại ngộ. Huệ Minh tuy khai ngộ rồi, đã hồi đầu chuyển diện, đã nhận thức chân diện mục bổn lai của chính mình, nhưng vẫn chưa biết trí túc, tâm tham vẫn còn lớn. Những người đuổi theo lục tổ đại sư đều là do tâm tham sai sử, tham muốn làm vị tổ đời thứ 6, mà Huệ Minh đại sư là cái tham trong cái tham. Ông ta đã khai ngộ rồi vẫn cảm thấy không đủ, dường như có những điều gì chưa đạt đến cho nên hỏi nữa. "Ngài vừa giảng cho tôi mật ngữ, mật ý, ngoài những lời và ý quan trọng này, xin hỏi còn có lời nào vi diệu hơn nữa không?" Mật ngữ, mật ý ở đây cần phải hiểu là diệu, không nên hiểu là bí mật. Huệ Năng này nói: "Điều tôi nói với ông đó chẳng phải là mật, điều vi diệu. Nếu ông phản chiếu thì mật ấy, cái vi diệu ở ngay nơi ông." Huệ Minh nói: "Tôi tuy ở tại Hoàng Mai nhưng thiệt chưa xét biết cái diện mục của mình, nên nhờ hành giả chỉ dạy. Tỉ như người uống nước, lạnh nóng tự mình hay. Này hành giả tức là thầy của Huệ Minh vậy." Huệ Năng này nói: "Nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ một thầy là Đức Hoàng Mai, hãy khéo tự hộ trì." Huệ Minh lại nói: "Nay và sao Huệ Minh phải đi xứ nào?" Huệ Năng này nói: "Gặp viên thì ngừng lại, gặp mông thì ở đó." Minh làm lễ rồi giã từ. Giảng. Lục tổ đại sư trả lời: "Những điều mà tôi giảng cho ông không phải là điều bí mật, cũng không phải là điều tối diệu. Nếu ông hồi quang phản chiếu thì diệu pháp ở ngay nơi ông, không phải ở tôi." Huệ Minh vui mừng nói: "Tôi ở Hoàng Mai đã lâu năm, thực sự chưa có tỉnh ngộ, nhận thức chân diện mục của chính mình. Nay nhờ hành giả chỉ dạy, giống như người uống nước, nóng hay lạnh chỉ tự mình biết." Nay hành giả là sư phụ của Huệ Minh. Lục tổ đại sư nói: "Nếu ông nghĩ như vậy, thì tôi thay ngũ tổ Hoàng Mai truyền pháp cho ông. Chúng ta cùng bái ngũ tổ làm thầy là huynh đệ đồng sư, ông cần phải giữ gìn bảo hộ Phật Pháp, đừng để cho đoạn tuyệt." Huệ Minh lại hỏi: "Huệ Minh sau này nên đi về đâu? Đến Viên Châu thì dừng lại, đến Mông Sơn thì trú ở đó." Lúc đó Huệ Minh bèn hướng lục tổ khấu đầu đảnh lễ bái biệt mà đi. Sau đó Huệ Minh vẫn chưa lập tức lên đường, 3 năm sau mới đến trụ ở Mông Sơn. Tại đây Huệ Minh gặp một con quỷ. Quỷ này lúc còn sống là một vị tú tài, cho nên sau khi chết vẫn có thể làm thơ. Nó ngâm một bài thơ như sau: "Tịch tịch hoang giao mộng diệt trường, cổ kim thành bại lạng xích lường, dã thảo tiên hoa niệm đa thiểu, khổ vũ toan phong kỷ đoạn trường. Dạ dư huỳnh quang đồng xuất nhập,
ngũ canh kê xướng ảnh hình tàng, hối bất đương sơ tu tâm địa, trí thử thanh sơn lệ lưỡng hàng. Tạm dịch: đêm khuya thanh vắng trốn ngoại ô, thanh thản êm đềm trọn giấc mơ, lòng chẳng màng mong gì thế cuộc, thành bại xưa nay vốn hướng hờ. Hương hoa hưởng được chẳng bao lần, mùi đời cay đắng quá phong trần. Đêm khuya làm bạn cùng đom đóm, canh năm gà gáy bóng mờ dần, lòng hối hận đã tự bao lâu, chẳng chịu tu tâm chẳng mong cầu. Chẳng biết đâu tà đâu thánh thiện, để nay xanh núi lệ u sầu. Huệ Minh nghe xong bèn thuyết pháp cho nó, khiến nó được siêu độ vãng sanh. Cho nên hóa Mông Sơn, khóa lễ Mông Sơn thí thực mỗi đêm nay, công phu chiều ở chùa. Chính là siêu độ quỷ hồn vậy. Huệ Minh trở về tới trần núi, kêu bọn chúng đuổi theo mà nói rằng: kiếm khắp các đường núi mà chẳng thấy dấu vết gì cả, phải đi hướng khác. Bọn chúng đều tin vậy. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, đó là tránh phạm quý đến pháp danh của đại sư. Giảng: Huệ Minh quay xuống trần núi, nói với số trăm người đang đuổi theo Huệ Năng: tôi đã đến đỉnh núi xem qua rồi, tìm không thấy tung tích của ông ta. Ông ta không có chạy đường này đâu, chắc là đi đường khác rồi đó. Những người này nghe Phi Mao Thái nói không thấy Huệ Năng đến tin rằng thiệt. Kỳ thực Huệ Minh đại sư nói đại vọng ngữ, tại sao ông lại nói láo? Vì ông ta đã đắc pháp, vì muốn bảo hộ Phật pháp và sự an toàn cho lục tổ, vì thế mới nói sai sự thật như vậy. Huệ Minh sau đó đổi tên là Đạo Minh, vì lục tổ tên Huệ Năng, ông ta muốn tránh chữ Huệ, tên đầu của lục tổ Huệ Năng, cho nên đổi tên là Đạo Minh. Huệ Năng này sau khi đến Tào Khê lại bị bọn ác nhân đuổi theo, nên phải lánh nạn ở chung với bọn thợ săn tại huyện Tứ Hội, trường trải 15 năm. Trong thời kỳ ở với bọn chúng, ta cũng tùy nghi nói pháp. Bọn thợ săn thường bảo ta giữ lưới, mỗi khi thấy các loài xúc xanh lọt vào, ta đều thả ra hết. Mỗi khi đến bữa ăn, ta lấy rau gỏi luộc trong nồi nấu thịt. Có người hỏi thì ta trả lời rằng chỉ ăn rau luộc nấu chung với thịt mà thôi. Giảng: lục tổ đại sư sau đó đến chùa Nam Hoa ở Tào Khê. Thần Tú vẫn chưa bỏ ý định phái đệ tử Tâm Phúc đến sát hại lục tổ. Lục tổ đến đất Tứ Hội cùng sống với đám người thợ săn để trốn tránh đám người muốn hại mình. Vì không ai nghĩ rằng một người tu đạo tin Phật mà có thể cùng sống với đám người thợ săn, cho nên họ đi khắp nơi tìm kiếm lục tổ mà kiếm không ra. 15 năm trôi qua, có người nói 16 năm là bao gồm luôn cả một năm ngài chạy trốn. Thực tế ngài chỉ sống với đám thợ săn 15 năm. Trong 15 năm này, ngài thường nói pháp cho đám người thợ săn nghe. Đám người thợ săn thường phá lục tổ đại sư làm công việc canh giữ lưới. Ngài nhìn thấy những loài thú và chim chóc còn sống mắc vào lưới, đều tìm đủ phương cách để phóng sanh. Mỗi khi đến giờ cơm, ngài thường tìm những rau cỏ hoang dại trên núi bỏ vào trong nồi thịt nấu. Có người hỏi vì sao làm như thế thì ngài trả lời: tôi chỉ ăn rau nấu chung với thịt, tôi không ăn thịt. Một ngày kia, ta suy nghĩ đã đến thời kỳ phải hoằng pháp, chẳng nên ẩn trốn mãi. Ta bèn đi tới chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu, bèn gặp Pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Lúc ấy có luồng gió thổi lay động lá phướn, một thầy nói gió động, một thầy khác nói phướn động, hai đàm nghị luận hoài chẳng dứt. Huệ Năng này bước tới nói rằng chẳng phải gió động, cũng không phải phướn động, ấy là tâm của nhân già động. Chúng nhân nghe nói đều kinh hãi, Ấn Tông liền mời ta ngồi chỗ trên hết và cầu hỏi những nghĩa lý huyền áo. Thấy Huệ Năng này trả lời ngôn ngữ giản dị, nghĩa lý thích đáng mà chẳng do văn tự, Ấn Tông hỏi rằng hành giả hẳn chẳng phải là người thường. Đã lâu tôi có nghe nói y pháp của Hoàng Mai Ngũ Tổ đã về phương Nam, có phải là hành giả chăng? Huệ Năng này nói tôi đâu dám. Nhân đó Ấn Tông đảnh lễ xin ta trao y bát đặng cho đại chúng xem. Giảng: một ngày nọ lục tổ đại sư khởi lên ý tưởng, này đã đến lúc cần phải hoằng pháp, ta không thể suốt đời ẩn trốn như thế này được. Vì thế ngài rời khỏi Tứ Hội đi đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp lúc Pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Trong lúc giảng kinh có gió thổi làm lay động những lá phướn, lúc đó có một vị tăng nói đây là gió động, một vị tăng khác nói đây là phướn động. Hai người tranh chấp không ngừng, lục tổ nói với họ rằng nhân giả đó là tâm của các ông động, nếu tâm ông không động thì gió cũng không động, phướn cũng không động. Lúc đó thì chúng nghe ngài nói như vậy đều cảm thấy vô cùng huyền diệu, thật là một lời nói kinh động cả tứ chúng. Pháp sư Ấn Tông mời lục tổ đại sư thăng tòa, thỉnh ngài khai thị đạo lý huyền diệu trong kinh. Pháp sư Ấn Tông nhận thấy lục tổ đại sư tuy thuyết giảng rất đơn giản nhưng lý luận chính xác, không do văn tự giải thuyết, vì thế vô cùng kính phục, nên nói:
Hành giả, ngài nhất định không phải là người tầm thường. Tôi nghe từ lâu y bát của Hoàng Mai đã truyền về phương Nam, có phải chính là ngài không? Lục Tổ Đại Sư trả lời, tôi không dám. Pháp sư Ấn Tông vừa nghe ngài chính là người kế thừa y bát của Ngũ Tổ, bèn hướng về Lục Tổ Đại Sư khấu đầu đảnh lễ, thỉnh Đại Sư đem y bát của Ngũ Tổ chuyển trao cho đại chúng xem. Ấn Tông lại hỏi, Đức Hoàng Mai khi phó trúc, ngài truyền thọ như thế nào? Huệ Năng này nói, ngài không có truyền thọ chi, chỉ luận về kiến tánh. Ngài chẳng luận pháp thiền định và giải thoát. Ấn Tông hỏi, sao chẳng luận thiền định và giải thoát? Huệ Năng bảo, vì thiền định và giải thoát là pháp nhị nguyên, chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai, bất nhị. Ấn Tông lại hỏi, thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng bảo, pháp sư giảng kinh Niết Bàn ắt đã rõ Phật tánh chính là pháp chẳng hai của Phật pháp vậy. Như cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch với Phật rằng, người phạm bốn điều trọng cấm, làm năm điều tội nghịch và chúng diền đà thì thiện căn Phật tánh phải bị đoạn diệt chăng? Đức Phật đáp rằng, thiện căn có hai thứ, một là thường, hai là vô thường. Còn Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho nên không đoạn diệt, ấy gọi là pháp chẳng hai. Thiện căn lại có hai, một là lành, hai là chẳng lành. Phật tánh chẳng phải lành, chẳng phải chẳng lành, ấy gọi là chẳng hai, ấy gọi là pháp chẳng hai. Uẩn cùng với giới, phàm phu thấy có hai, chớ người trí thấu hiểu, biết tánh nó vốn chẳng hai. Tánh chẳng hai tức là Phật tánh vậy. Ấn Tông nghe xong vui mừng chắp tay thưa, sự giảng kinh của tôi tỉ như ngói gạch, chỗ luận nghĩa của nhân giả cũng như vàng ròng. Nhân đó Ấn Tông xuống tóc cho ta và nguyện thờ ta làm thầy. Huệ Năng này bèn ngồi dưới hít của cây bồ đề mà khai diễn Đông Sơn pháp môn. Giảng, pháp sư Ấn Tông hỏi, lúc Hoàng Mai Ngũ Tổ Đại Sư truyền cho ngài y bát thì truyền dạy và chỉ điểm như thế nào? Thật ra không có chỉ điểm gì, chỉ đàm luận về kiến tánh, không có đàm luận về các pháp thiền định và giải thoát. Pháp sư Ấn Tông lại hỏi, tại sao lại không đàm luận về thiền định và giải thoát? Lục Tổ Huệ Năng trả lời, vì thiền định và giải thoát là nhị pháp, không phải Phật pháp. Phật pháp không phải là nhị pháp, chỉ có một pháp, cho nên gọi là bất nhị pháp. Cái gì gọi là pháp bất nhị của Phật pháp? Pháp sư, ngài diễn giảng kinh Niết Bàn, nếu ngài có thể thấy Phật tánh, minh tâm kiến tánh, đó chính là pháp bất nhị pháp môn trong Phật pháp. Giống như Bồ Tát Cao Quý Đức Vương hỏi Đức Phật, nếu có người phạm bốn loại giới cấm căn bản, sát đạo dâm vọng, không biết sám hối, lại phạm năm tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm Phật chảy máu, lại có loại nhất xiển đà, tức là người không có lòng tin, những người này có đoạn thiện căn Phật tánh hay không? Phật trả lời, thiện căn có hai loại, một là thường, hai là vô thường, nhưng Phật tánh không có sự phân biệt giữa thường và vô thường, cho nên không đoạn Phật tánh, gọi đó là bất nhị pháp môn. Lại nữa, ngũ giới thập thiện là thiện, ngũ nghịch thập ác là ác, nhưng Phật tánh không có sự phân biệt của thiện ác, đó gọi là bất nhị pháp môn. Uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, giới là 18 giới, tức lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, lục trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, lục thức, nhãn thức nhĩ thức, tỷ thức, thể thức, thân thức ý thức. Phàm phu thấy ngũ uẩn và 18 giới là hai thứ phân biệt, nhưng người trí huệ nếu đạt tánh của nó vốn không hai, không có sự phân biệt nào, chân tánh bất nhị như thế gọi là Phật tánh. Pháp sư Ấn Tông sau khi nghe Lục Tổ Đại Sư thuyết pháp, tâm vui mừng từ trước đến nay chưa từng có, chắp tay cung kính nói, Ấn Tông tôi giảng kinh giống như gạch ngói, còn ngài giảng kinh giống như vàng ròng. Lúc này Pháp sư Ấn Tông ở chùa Quang Hiếu xuống tóc cho Lục Tổ Đại Sư và nguyện bái Lục Tổ Đại Sư làm thầy. Lục Tổ Đại Sư sau đó ngồi dưới cây bồ đề trong chùa Quang Hiếu, khai mở Đông Sơn pháp môn. Ta nói Huệ Năng đắc pháp tại núi Đông Sơn, chịu trăm bể cay đắng, tánh mạng tợ chỉ mảnh, ngày nay đặng cùng với sử quân, các viên quan chức sắc, các tăng ni đạo tổ cùng gặp nhau tại hội này, nếu chẳng phải bởi duyên phần nơi lũy kiếp, thì trong đời quá khứ các người đã có cúng dường chư Phật, đồng có chồng cội lành nên mới được nghe pháp đốn giáo nói trên, và nhân duyên đắc pháp của ta, pháp đốn giáo nguyên của các vị thánh đời trước truyền lại, chớ chẳng do Huệ Năng này tự hiểu. Muốn nghe giáo pháp của các vị thánh đời trước thì mỗi người phải lắng lòng cho trong sạch, nghe rồi phải tự bỏ các điều nghi hoặc thì đồng chứng quả như các thánh nhân đời trước. Chúng nhân nghe pháp đều vui mừng, đồng làm lễ lui ra. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói, tôi ở núi Bằng Mậu Hoàng Mai sau khi đắc pháp gặp phải vô vàn gian nan cực khổ, tị nạn khắp nơi, mạng sống giống như sợi chỉ mảnh treo chuông, nay được vinh hạnh cùng với thứ sử vi cử và các viên quan, tăng ni đạo tục tụ hội nơi giảng đường này. Đây là nhân duyên nhiều kiếp nhiều đời của chúng ta tạo thành.
Cũng là nhiều kiếp về trước cúng dường chư Phật cùng nhau gieo trồng thiện căn mới có thể nghe được pháp môn đốn giáo của các vị thánh đời trước thuyết ra và nhân duyên mà tôi được đắc pháp. Giáo pháp do chư Phật Bồ Tát quá khứ truyền lưu cho người sau không phải là trí huệ của huệ năng tôi. Các ông nếu muốn nghe những giáo lý mà chư Phật nói, trước tiên cần phải thanh tịnh tâm ý của mình. Sau khi nghe pháp, mỗi người tự mình bỏ đi lòng hoài nghi, giống như nghe Phật và Bồ Tát giảng pháp. Đại chúng nghe lục tổ chỉ dạy đều vui mừng đảnh lễ mà lui. Qua ngày kế, vi thứ sử lại xin đại sư giảng nữa. Đại sư lên tòa giảng bảo đại chúng rằng các ngươi phải tịnh tâm mà niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Giảng: Bát Nhã là tiếng Phạn dịch là trí huệ, có ba nghĩa: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thực tướng Bát Nhã. Vì Bát Nhã có đầy đủ ba loại ý nghĩa cho nên tôn trọng mà để nguyên âm tiếng Phạn không dịch nghĩa. Đại sư giảng về nhân duyên của Bát Nhã là theo lời yêu cầu của đại chúng. Hôm sau, thứ sử Vi Cừ thỉnh cầu lục tổ giảng Phật pháp. Vì thế lục tổ đại sư bèn lên tòa giảng mà tuyên thị đại chúng: quý vị nay phải thanh tịnh tâm niệm, không nên vọng tưởng, cần phải nhất tâm nghe pháp. Đầu tiên hãy niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài lại dạy rằng: này chư thiện tri thức, cái trí bồ đề Bát Nhã người thế gian vốn tự có, nhưng bởi tâm mê nên chẳng tự ngộ được, phải cầu bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho mới thấy tánh. Phải biết rằng dầu kẻ ngu hay người trí cũng đồng có Phật tánh giống nhau không khác, nhưng bởi tâm mê ngộ chẳng đồng mới khó kẻ ngu người trí. Vì đó nên nay ta mới nói pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật khiến cho mọi người đều đọng trí huệ. Hãy chú ý mà nghe cho rõ, ta vì đại chúng mà nói pháp đây. Trừ thiện tri thức, người thế gian suốt ngày miệng niệm Bát Nhã mà chẳng biết Bát Nhã trong tánh mình, cũng như nói ăn mà chẳng no, miệng chỉ nói không thì muôn kiếp cũng chẳng thấy tánh đặng, rốt cuộc không ích gì. Trừ thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, có nghĩa là đại trí huệ đáo bỉ ngạn, ấy là do nơi tâm làm, chớ chẳng phải do nơi miệng niệm. Miệng niệm và tâm làm theo thì tâm và miệng hiệp nhau, bổn tánh là Phật, địa tánh thì không có Phật nào khác. Giảng, đại sư nói: quý vị thiện tri thức, trí huệ của đạo giác ngộ người đời vốn có đủ, ở Phật không nhiều một chút, ở chúng sanh cũng không thiếu một chút. Nhưng vì chấp trước, mê tức là không giác ngộ, không giác ngộ tức là chấp trước. Vì không thể tự mình ngộ được cho nên phải nương vào vị minh nhãn thiện tri thức. Vì vị này đã thâm nhập thật tướng của các pháp cho nên có thể chỉ dẫn, khiến cho các ông được minh tâm kiến tánh. Các ông cần nên biết, bất luận là người ngu hay người trí, Phật tánh đều không có sự sai khác. Vì có sự khác nhau giữa mê và ngộ cho nên mới có người ngu và người trí. Tôi này vì các ông thuyết Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Pháp, khiến cho các ông mỗi người đều đắc trí huệ vốn có của chính mình. Này các ông cần phải chuyên tâm một lòng lắng nghe, tôi sẽ vì các ông thuyết pháp. Quý vị thiện tri thức, người đời mỗi ngày miệng niệm Bát Nhã mà không nhận thức được bản tánh Bát Nhã, trí huệ vốn có của mình, cũng như từ sáng đến tối niệm thực đơn nhưng không thể no bụng, miệng tụng Bát Nhã chính là không mà tự mình không thực hành, thì dù có trải qua trăm ngàn đại kiếp cũng không có thể nhìn thấy bổn tánh Bát Nhã, rốt ráo cũng không có lợi ích gì. Quý vị thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, hoa văn dịch là đại trí huệ đáo bỉ ngạn. Maha có nghĩa là lớn, Bát Nhã là trí huệ, Ba La Mật là đáo bỉ ngạn. Pháp này yêu cầu tâm của các ông phải buông bỏ, không phải miệng niệm mà phải từ nội tâm nhìn thấu suốt vạn pháp, thấy cái gì cũng không, từ đó mới đạt được sự ích lợi. Nếu chỉ có miệng niệm Bát Nhã mà nội tâm không chiếu theo trí huệ Bát Nhã mà tu hành, nếu vẫn còn vô minh, chính là tâm không chân thực tu hành, giống như hư vọng huyễn hóa, như sương, như ánh chớp, cuối cùng cũng không đạt được cảnh giới này. Miệng niệm tâm hành Bát Nhã mới là ý nghĩa và việc làm tương ưng khế hợp, từ đó có thể nhìn thấy tự tánh chính là Phật, vì bổn tánh chính là Phật, tự tánh là chân Phật, nếu tách rời tự tánh thì không có Phật. Cho nên Phật giáo dạy rằng, mọi người đều có thể thành Phật, chỉ cần các ông tu hành, tức tu hành tự tánh, hồi quang phản chiếu, quay trở về, tìm nơi chính mình, không nên rong ruổi tìm cầu bên ngoài thì nhất định sẽ thành Phật. Sao gọi là Maha? Maha nghĩa là lớn, tâm lượng rộng lớn cũng như hư không, không có bờ mé, cũng chẳng phải vuông tròn, lớn nhỏ, cũng chẳng phải xanh vàng, đỏ trắng, cũng không trên dưới dài ngắn, cũng không giận, không mừng, không phải, không quấy, không lạnh, không giữ, không có đầu đuôi, các cõi Phật thể đều như hư không. Cái diệu tánh của người thế gian vốn là trống không, chẳng có một pháp gì trong đó mà tìm đọng. Cái tự tánh chân không cũng giống như thế. Trừ thiện tri thức, chớ nghe ta nói không mà liền chấp không.
Nếu để tâm trống không mà ngồi yên lặng, tức là chấp cái vô ký không. Giảng: Maha có nghĩa là gì? Maha dịch là lớn đại. Cái gì gọi là lớn? Tâm người lớn như hư không, giống như tâm muốn đến mặt trăng, bèn phát minh hỏa tiễn. Cho nên nói tâm vô biên tế, vô hạn lượng, tâm không có vuông tròn, không có lớn nhỏ, tâm vô hình, lớn thì không có gì ở ngoài nó, nhỏ thì không có gì ở trong nó, tâm lượng cũng không có sự biểu hiện của màu sắc xanh vàng, đen trắng, cũng không có trên dưới dài ngắn, tự tánh vốn không sân không giận, cũng không mừng không vui, tự tánh là trung đạo, cũng không đúng cũng không sai, nếu có đúng có sai thì không phải chân tâm của các ông, không có thiện tâm sở hoặc ác tâm sở. Cho nên Lục Tổ Đại Sư khai thị huệ minh rằng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tâm cũng không có đầu, có đuôi, cảnh giới của chư Phật cũng giống như hư không, diệu tánh của chúng ta vốn là không, không có một pháp khả đắc, cho nên nói tự tánh như hư không, chân vọng đều ở trong, ngộ triệt bổn lai thể, một cái thông, tất cả đều thông, tự tánh chân không giống như đạo lý trên đây tôi vừa nói. Quý vị thiện tri thức, không nên nghe tôi nói không liền chấp vào không, điều quan trọng nhất là không được chấp vào không. Nếu các ông nói tất cả là không, tâm không, thân cũng không, thế giới cũng không, như thế ngồi thiền sẽ lạc vào vô ký không. Vô ký không thì giống như người đã chết rồi, cái gì cũng không biết. Tuy là người sống nhưng vừa ngồi thiền là giống như chết. Chúng ta tu đạo cần phải biết trong cái chân không có cái diệu hữu, không phải cái gì cũng không biết. Cái gì cần biết, cái gì không cần biết, phải sáng suốt nhận định rõ ràng, giống như đạo lý tâm thanh nước hiện bóng trăng. Định tâm định ý bóng mây không còn,